Hello, lời đầu tiên cho bếp đàn ông xin chào đến toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của bếp đàn ông nha. Hôm nay bếp đàn ông xin chia sẻ đến với tất cả mọi người một cái video là tôm rang bơ tỏi. Và cái cách thực hiện cũng rất là đơn giản và nó lại ngon nữa nha cô chú anh chị nha. Để biết chi tiết thì tất cả cô chú anh chị hãy cùng theo dõi bếp đàn ông làm nhé. Và bây giờ thì bếp đàn ông xin chúc cho tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, nhiều hạnh phúc và ấm áp bên gia đình nha. Bây giờ thì bếp đàn ông sẽ xin vào việc thôi. Và cô chú anh chị hãy nhớ like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhé. Để bước vào cái video của ngày hôm nay đó thì bếp đàn ông xin giới thiệu sơ qua những cái nguyên liệu chính gồm có như sau nè. Ở đây bếp đàn ông có 400 đến 500 gram tôm. Tôm thì mình đã cắt đầu, cắt đuôi và mình cắt hết mấy cái chân luôn, sạch sẽ rồi mình rút chỉ luôn nha. Vì để không có tốn thời gian của cô chú anh chị thì cái khâu làm tôm thì bếp đàn ông không quay nha. Và mình có ở đây là hai cái củ tỏi, hai muỗng ăn canh đường, một muỗng ăn canh bơ, bơ thực vật đó mọi người, một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê bột ngọt thì nếu mà cô chú anh chị nào không ăn được bột ngọt thì mình cho qua nha. Một muỗng cà phê sa tế tôm và hai muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc, một muỗng ăn canh tương ớt và khoảng hai muỗng ăn canh nước và một muỗng canh nước mắm nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào công đoạn làm thôi nha. Bây giờ thì mình sẽ đi đập tỏi ra. Những cái tỏi này thì mình đập dẹp ra hết, xong bắt đầu mình sẽ băm nhuyễn nó. Mình băm nhuyễn ra rồi đó, để một lát nữa thì mình sẽ phi cái tỏi này lên cho nó thiệt là thơm luôn. Đến cuối cái công đoạn mà mình làm nước sốt đó thì mình sẽ cho cái tỏi phi vào thì nó sẽ rất là thơm ngon luôn cho cái con tôm của mình đó nha. Bây giờ thì em đã đập tỏi xong rồi. Bây giờ thì em sẽ bắt chảo lên và em cho vào dầu để em phi cái tỏi của mình lên. Mình cho nhiều một tí dầu nha cô chú anh chị, để một lát nữa mình sẽ chiên tôm luôn. Đó, bây giờ thì mình phi cái tỏi phi này lên. Thì một lát nữa mình lấy cái dầu này mình chiên con tôm đó, nó sẽ rất là thơm luôn nha. Bây giờ mình phi cái tỏi này, mình phi cho nó vàng cỡ 70% thôi, đừng cho vàng quá thì nó sẽ cháy tỏi mình nha. Thì mình thấy nó vừa ngã sang cái màu vàng thì mình vớt ra là vừa rồi nha. Đó, mình vớt lên mình coi thử như vậy nè, mình thấy nó vàng vàng như vậy nè. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình vớt hết cái tỏi phi này của mình ra nha. Em cho hết cái tỏi phi này vào một cái lượt để em lượt cái tỏi phi của mình ra. Và dầu thì nó sẽ cho chảy vào tô trong tô. Mình sẽ lấy cái dầu này mình bỏ ngược trở lại chảo để mình chiên tôm. Còn cái tỏi này đó thì một lát khô dầu rồi thì mình sẽ làm tỏi phi nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tỏi phi để làm sốt bơ tỏi. Nó rất là thơm ngon luôn đó nha cô chú anh chị nha. Để chiên tôm thì bây giờ đó em sẽ cho vào đây là hai cái quả trứng gà nè. Đó, hai cái quả trứng gà của mình thì kèm theo là khoảng chừng độ 30g bột chiên giòn đó cô chú anh chị. Đó thì bây giờ em sẽ cho vào cái trứng gà này đó là một muỗng cà phê hạt nêm và một muỗng cà phê tiêu xay. Mình cho vào đây để cho cái lát nữa cái áo bột của tôm mình nó vừa ăn luôn nha. Và nó thơm mùi tiêu nữa. Em sẽ đánh lên cái hỗn hợp này cho tan hết cái gia vị cà no và tiêu hòa quyện vào với trứng. Để một lát nữa thì em sẽ nhúng cái con tôm vào trứng này và em lăn qua bột nữa nha. Bây giờ đó thì mình sẽ nhúng cái con tôm vào cái trứng này nè. Đó cô chú anh chị nè, nhìn rõ nè.
em nhúng sơ vào thôi. Đó, em nhúng cho nó dính đều cái trứng và con tôm. Xong đó là đầu em sẽ bỏ vào cái con tôm này vào trong bột. Em áo nó lật qua lật lại cho nó áo một lớp ở ngoài bột đó. Thì cái con tôm này đó mình chẻ cái phần sống lưng của nó đó để cho nó thấm vào con tôm luôn nha. Đó, mình lấy con dao mình chẻ phần sống lưng ra để nó thấm vào luôn cái con tôm mình. Và mình nhúng vào bột như thế này là ok nha cô chú anh chị nha. Cái dầu lúc nãy mình phi tỏi đó thì bây giờ mình sẽ đổ ngược lại vào trong chảo mình bắt lên. Mình đợi cho dầu sôi và mình sẽ bỏ tôm vào để mình chiên thôi nha. Đó, bây giờ dầu em đã sôi rồi. Thì cái dầu mà nó sôi lên á thì mình cứ bỏ con tôm vào không sao đâu nha mà cô chú anh chị nha. Vì cái bột nó sẽ không có bị văng đâu. Cô chú anh chị thông cảm cho em. Tại vì bây giờ là trời, ngoài trời đang mưa rất lớn. Nên có cái video mình đã có hơi rè đó. Thì cô chú anh chị hãy thông cảm cho bếp đàn ông nha. Bây giờ thì tôm của em nó đã vàng đều rồi nè cô chú anh chị. Mình vớt ra bỏ lên những cái tờ giấy ăn như thế này. Thì những cái tờ giấy ăn công dụng của nó sẽ hút hết dầu của cái con tôm. Thì nó sẽ có lợi cho sức khỏe của chúng ta hơn nha. Công đoạn cuối cùng thì mình làm sốt thôi nè. Bây giờ em sẽ bắt chảo mới lên và em cho vào đây là khoảng chừng một muỗng rưỡi ăn canh dầu ăn thôi, ít dầu thôi nha mọi người nha. Và em sẽ bật bếp lên nè. Đầu tiên thì mình cho vào đây là một muỗng ăn canh bơ, bơ thực vật đó mọi người. Cái bơ tỏi thì nó sẽ rất là thơm luôn, vì cái món này là khỏi bàn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho vào một muỗng ăn canh nước mắm ngon, nước mắm thường gì cũng được nha. Hai muỗng ăn canh tương ớt, mình có thể sử dụng tương cà nếu mình không thích ăn cay nha. Hai muỗng ăn canh đường và nửa muỗng cà phê bột ngọt, hoặc là một muỗng tùy theo cô chú anh chị thích ăn bột ngọt hay không nha. Một muỗng cà phê sa tế và hai muỗng ăn canh ớt bột Hàn Quốc. Thì nếu mà cô chú anh chị nào mà không thích ớt bột Hàn Quốc thì cũng có thể bỏ qua cái công đoạn này nha. Tại vì cái tương ớt thì nó đã có màu đẹp rồi. Rồi bây giờ thì em sẽ trộn đều lên và em sốt tôm của em thôi nha. Cô chú nhớ để lửa nhỏ thôi. Mình thấy nó sệt sệt lại như vậy thì mình tắt lửa là vừa nha. Mình cho vào đây một miếng chanh để cho nó có cái vị hơi chua chua, mặn mặn chua chua, ngọt ngọt. Nó rất là thơm ngon luôn nha, cay cay nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trộn đều nó lên. Đó, và cái cuối cùng thì mình sẽ bỏ cái tỏi phi của mình vào. Mình bỏ vào một nửa để một lát mình rắc lên tôm một nửa nha. Mình trộn đều nó lên luôn. Đó, rất là hấp dẫn luôn đó. Thơm lắm luôn đó cô chú anh chị ơi. Và bây giờ thì mình sẽ quết lên tôm. Và là mình có thể bỏ tôm vào đây luôn để mình trộn cho đều lên. Đó, thì bây giờ đã cô chú anh chị muốn làm cách nào cũng được nha. Như vậy là em đã hoàn thành xong cái món tôm rang bơ tỏi. Nó rất là thơm ngon và hấp dẫn. Nó thơm mùi bơ, mùi nước mắm, mùi tỏi và mặn mặn ngọt ngọt chua chua, thơm mùi tương ớt và cái màu rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị nếu thấy hay thì hãy làm tại nhà nha. Và bây giờ còn một nửa tỏi phi còn lại thì mình sẽ rắc lên cái con tôm luôn sau cùng để cho nó dính vào con tôm. Mình lúc mà mình cắn đó, cái mùi tỏi phi nó xông vào trong vị giác của mình, nó rất là ngon luôn đó. Cuối cùng á thì em xin mời cô chú anh chị ăn cùng em một miếng tôm và em kết thúc cái video tại đây thôi nha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi hết cái video của em. Nếu cảm thấy hay thì hãy cho kênh Bếp Đàn Ông của em xin một like, một lượt đăng ký kênh nếu ai chưa đăng ký. Và hãy chia sẻ kênh để ủng hộ kênh của em mau phát triển nhé cô chú anh chị nhé. Bây giờ thì bye, hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và mọi người ở video đằng sau nhé.